Rồi, xin chào các bác nha. Tôi là Tỉnh, tôi đang công tác tại Hyundai Trường Chinh. Sáng nay đã quay cho các bác xem mẹ con Hyundai Accent phiên bản full màu đỏ, bây giờ quay cho các bác xem màu đen. Thông số mọi thứ y hệt, chỉ khác nhau cái màu thôi ha. Quay một vòng cho các bác xem, bởi vì bây giờ nắng nó chiếu vào nhìn khá đẹp ha. Đây vẫn là bản 1.4 AT đặc biệt ha, bản cao nhất 560 triệu. Nội thất hai tông màu ha, màu be và màu đen. Có đục lỗ để thoáng khí. À, ghế hai này thì cái lưu ý là cái hàng ghế này đời này nó sẽ không gập được. Vẫn có ba tựa đầu dây đai các thứ nhưng mà không có gập xuống được. Không gập 64. Vẫn được trang bị cửa gió hàng ghế thứ hai và có cổng USB luôn. Đây. Tay nắm cửa có nút bấm. Bỏ chìa khóa trong túi, bấm nút này là sẽ lóc cửa hoặc mở cửa. Và các bác đừng nhầm là không có viền chân kính nha. Cái này là viền chân kính mạc rôm nhưng mà đã được bao bọc bằng cái cao su này. Lột ra thấy, giao xe chúng tôi sẽ lột ra. Trồng gương này là có sấy nè, chỉnh điện, gập điện, xi nhan trên gương. Kích thước mâm. Mâm là 16 inch. Lốp là 195, sạc 55 R16. Treo trước là MacPherson, treo sau là thanh xoắn thôi. Đây cảm biến mưa, này có gạt mưa tự động, có đèn tự động luôn, đèn halogen thôi, nhưng mà cái tạo hình nhìn khá là ngầu. Có một cái projector trong này, dải đèn LED bên trên, pha cốt là LED nhé. Có đèn chiếu góc, sẽ khi mà đánh lái ở tốc độ dưới 15 km/h nó sẽ bật cái đèn chiếu góc lên hỗ trợ khi các bác xoay sở trong một cái bãi đổ xe nào đấy. Đèn sương mù là có bi nha. Lưới tản nhiệt loại mới. Sau này những cái xe tiếp theo Hyundai nâng cấp thì đều có cái lưới tản nhiệt như này. Nhìn thì đẹp nhưng mà vệ sinh hơi cực. Phía trước thì không có cảm biến đâu. Bản này thì nó trên 4 phiên bản của Hyundai Accent xài chung một cái loại động cơ 1.4 MPI phun xăng đa điểm, 4 máy thẳng hàng. Xe này dẫn động cầu trước ha. Thì công suất nó khoảng là 100 mã lực, mô men xoắn là tầm khoảng khoảng 132 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp nha. Vô lăng có ga tự động cruise control nè, mấy cái phím cơ bản tăng giảm âm lượng này nọ, đèn tự động gạt mưa tự động. Để tôi lấy chìa khóa cho các bác xem nha. Ghế chỉnh cơ hết nhé. Đây, màn hình tablo dạng kỹ thuật số digital rất đẹp mắt. Vô lăng bọc da trợ lực điện, có thể điều chỉnh được 4 hướng bằng cái lẫy dưới này. Đấy, có các cái nút tắt cân bằng điện tử và kiểm soát độ bám đường. Lưu ý là con này có ga tự động cruise control nha các bác. Chỉ có phiên bản cao nhất nó mới có ga tự động thôi. Trên này là nhựa hết. Gương chống chói tự động. Đây, có kính ở trên này hết nè. Đã có tín hiệu vệ tinh.
Rồi, màn hình kích thước 8 inch cảm ứng có bản đồ, có kết nối Apple CarPlay Android Auto, bản đồ tiếng Việt update miễn phí. Điều hòa tự động có lọc ion luôn nhé. Cần số hộp số tự động 6 số. Cần số. Sorry, phanh tay cơ. Đây. Sorry. Lấy cái chìa khóa tụi nó tìm nãy giờ. Còn gì nữa không nha? Công nghệ an toàn đầy đủ nha. 6 túi khí. 6 túi khí nè, cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, ổn định thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến lùi. Đấy, có hết tất cả những thứ đó đó các bác. 560 triệu. Cửa sổ trời sunroof điều khiển mở ra đóng vô được nha. Xe có 6 loa. Bên Hyundai Trường Chinh có xe lái thử á, các bác có thể ghé qua để xem xe. Alo theo số trên tiêu đề để được hỗ trợ lái thử nhé. Hoặc các bác muốn gặp tôi thì cứ đến Hyundai Trường Chinh bảo cho gặp Tính Đào Tạo là tôi sẽ xuống hỗ trợ cho các bác. Rồi tôi sẽ chấm dứt video tại đây. Cảm ơn các bác.